chiều hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Hội Mỹ Nghệ và Chế biến Gỗ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Quà, tổ chức tọa đàm ứng dụng cây năng tượng trong sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thủ công Mỹ Nghệ. Tham dự có tiến sĩ Dương Văn Ni, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu và Bảo tồn đồng bằng sông Cửu Long và các nhà khoa học đến từ Trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ. Cây năng tượng có tên khoa học là Joen Nobletus, Subulatus Lai, sống tốt ở môi trường nước mặn dưới 20 gram trên lít nước lợ chịu ngập đến 1 mét. Năng tượng giúp cải tạo chất lượng đất, nước, làm thức ăn và môi trường cho tôm, cua, cá. Hiện nay, cây năng tượng được trồng trong các mô hình nuôi tôm, cua, quảng canh. Tổng diện tích trên 1 triệu hecta năng suất đạt từ 10 đến 20 tấn khô 1 hecta một năm. Từ năm 2000, đã có những nghiên cứu về cây năng tượng. Năm 2004 được dùng làm hàng thủ công mỹ nghệ. Đến năm 2022, sản phẩm từ cây năng tượng đã chính thức được xuất khẩu. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về tiềm năng của cây năng tượng trong sản xuất, xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và thảo luận về mô hình phát triển nguồn nguyên liệu năng tượng bền vững, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.